7, tôi là Dũng thuộc đội khảo sát số 2 công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và đây là chuyến đi thứ hai trong ngày. Chuyến đi đầu tiên thì chúng tôi đến với lại huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Chuyến đi thứ hai cũng vẫn là huyện Lục Nam nhưng là một xã khác ạ. Để phục vụ cho một vị khách hàng tên là Quyền, anh Quyền ở xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Anh Quyền thì có những cái tìm hiểu qua những cái trang của công ty và đã rất tin tưởng công ty. Hôm nay mời chúng tôi về để khảo sát cho anh cái khu đất để xây nhà, xây một cái ngôi nhà 2 tầng mái thái. Dạ vâng. Hôm nay đoàn chúng tôi thì có 2 người, có tôi và anh Thủy ạ. Dạ vâng ạ. Anh Thủy đang rất tập trung lái xe nên là mình không làm phiền anh nữa. Và hẹn gặp lại mọi người ở cái cung đường, trên những cái cung đường đến với nhà anh Quyền nhé. Xin chào mọi người. Đây là cái cung đường chúng tôi đang di chuyển đến nhà anh Quyền ạ. Và đường không được đẹp lắm nhưng mà đi tốc độ lại khá cao bởi vì là đường rất là vắng. Cùng các bạn hãy cùng chúng tôi trải nghiệm trên những cung đường nhé. Đối với chúng tôi thì mỗi chuyến đi là một chuyến du lịch đến với những vùng miền 63 tỉnh thành để được làm việc với những cái con người rất là mến khách ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở cái khu đất, khuôn viên khu đất nhà anh Quyền. Xin cảm ơn ạ. Xin chào mọi người. Đây là cái cung đường mà chúng tôi đang di chuyển vào nhà vị khách, vị gia chủ tên là Quyển ở Lục Nam, Bắc Giang, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Vâng, đất đỏ Ba Giang. Đường rất là xấu ạ, khó đi. Mời các bạn cùng trải nghiệm cùng chúng tôi trên cung đường và đi vào nhà vị khách. Đây, vị khách đang đi đứng trước dẫn đường này. Anh em khó đi quá. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở cái khuôn viên khu đất nhà anh Quyển ạ. Xin chào mọi người, tôi đang có mặt ở nhà anh Quyển ở xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang ạ. Và hôm nay chúng tôi được sự tin tưởng của gia chủ của chúng tôi đã đến để khảo sát cho anh khu đất, thiết kế cho anh một ngôi nhà 2 tầng mái thái với diện tích mặt sàn là 100m2. Sau quá trình khảo sát đo đạc thì chúng tôi đã vay flycam, chúng tôi đã có được cái thông số sau. Anh dự định làm cái ngôi nhà mình với diện tích 100m2, với chiều dài là 10m5 và đây bạn nhìn rõ 10m5, chiều rộng là 9m5. Cái vị trí đặt đấy thì anh sẽ tại cái điểm này ạ. Vì cái nhà này nó sẽ chéo, bởi vì sao anh muốn cái nhà này với cái nhà của em anh sẽ cùng một hướng ạ, sẽ nó song song nhau, cái mặt tiền sẽ song song nhau ạ. Thì mình sẽ lấy cái mốc là tại cái góc nhà cao nhất này, sẽ cách cái điểm ranh giới màu đỏ đấy ạ, đất nhà anh. Chỗ này có một cái bức tường đấy ạ, các bạn nhìn không? Đó. Là 5m5. Đó. Thế còn cái mốc theo phương nằm ngang thì sẽ cách cái nhà em anh là 10m. Đó. Thì hai cái cạnh này cũng sẽ là song song nhau. Và hướng sảnh chính của anh là 156 độ đông nam. Và sảnh phụ sẽ là 67 độ đông bắc ạ. Bể phốt thì anh sẽ đặt ở vị trí này, đâu đó ở vị trí này, không quan trọng kích thước chính xác mà nó sẽ nằm ở đây. Đó. Với cái dung tích, cái thể tích nó phù hợp với cái công năng trong gia đình. Cái chiều rộng thì hai nhà bằng nhau, nhà cũ cũng là 9m5, nhà mới của anh cũng là 9m5. Phía trước này thì anh có nhu cầu làm một cái sảnh cà phê ạ, có nước cà phê. Vâng, các bạn anh nhìn rõ không ạ? Đây, toàn bộ cái viền màu đỏ này là ranh giới của đất nhà anh rất là rộng. Và sau đó anh sẽ làm toàn bộ khu vực này là sân vườn nhà anh, tiểu cảnh. À, thì cái đây là toàn bộ cái ngôi nhà mà anh muốn xây dựng với diện tích 100m2. Cái sơ đồ công năng của tôi đã lấy thông tin chi tiết cụ thể trong cái phiếu lấy cái công năng. Và anh em xem nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em.